phiên bản trái với chiến đấu của mình. Tại đứng cạnh đây đang là hai phiên bản cao nhất của Core Everest ra mắt tháng 9 năm 2018. Màu xanh bên này là phiên bản cao cấp nhất Everest V2GO 2 cầu. Đây là Everest Core Everest Single Turbo màu ghi vàng. Tất cả đều là xe sản xuất 2019. Video này mình làm nhằm mục đích so sánh rất là chi tiết giữa hai phiên bản một cầu và hai cầu của Core Everest, hai phiên bản cao cấp nhất này tại đang có giá bán chênh lệch nhau ngoài 200 triệu. Bản V-Turbo hiện nay đang có giá niêm yết là 1.399.000.000 và bản cầu trong một cô này đang có giá bán niêm yết là 1.177.000.000. Vậy thì khoảng chênh lệch gần 200 triệu đó bao gồm những cái gì, nội ngoại thất như thế nào thì ok, mình cùng tìm hiểu qua. Về phần kích thước thì hai phiên bản cùng chung một kích thước thông số, hoàn toàn không khác gì cả, đều sử dụng máy dầu cùng những kích động cơ là 2.0. tuy nhiên khi ở phiên bản cao cấp nhất với động cơ V-Turbo, tức là 2 turbo mang đến công suất lên đến 213 mã lực, mô men xoắn lên đến 500 Nm tại vòng tua rất là thấp. Mình xin nói nhanh qua điểm như ở các video trước mình đã từng nói, điểm nhận biết rất là dễ, mời bạn đây. Rất là dễ khi mà nhìn xuống ở dưới này. Ở trên phiên bản cao cấp nhất V-Turbo thì sẽ có ổ cảnh báo bằng radar trông khá giống hộp đen như này. Trên phiên bản được trang bị trên phiên bản 2 cầu. Còn nhìn về phía phiên bản 1 cầu này thì hoàn toàn không thấy. Đây là một điểm lưu ý mà khi quý vị khách hàng đặt mua xe thì trong quá trình hoàn thiện lắp biển. Với chiếc bản 1 cầu này bạn lắp vuông hay dài thì đều thoải mái. Tuy nhiên với bản 2 cầu thì phải lưu ý là mình sẽ phải lắp biển cao hơn, tránh chắn cái radar phía trước này. Không thì rất là ảnh hưởng khả năng vận hành. Về mặt ngoại thất thì không khác nhiều ở ngoài radar ra, thì trên phiên bản 2 cầu này sẽ có ở trên trời toàn cảnh panorama. Phiên bản 4 cầu thì sẽ không được trang bị ở trên trời. Ngoại thất thì như bạn nhìn thấy ở đây cũng rất dễ nhận biết ở các video trước mình nói. Trên phiên bản 1 cầu hay là 4 phiên bản ở dưới còn lại thì sẽ được ghi ở trên mang cá là Core Everest, và trên phiên bản 2 cầu động cơ V-Turbo cực kỳ là dễ phân biệt, chỉ cần nhìn qua thôi là sẽ biết được ngay đây là 1 cầu hay 2 cầu. Ngoại thất thì không khác gì cả, trên gương chiếu hậu thì đều được tích hợp đèn xi nhan ở đây. Trên cả hai phiên bản đều được trang bị cảnh báo điểm mù. Đây là lại gần đây. Cảnh báo điểm mù ở trên gương sử dụng LED, có thể hơi tối nên hơi khó nhìn. Trên tay nắm cửa như này, chìa khóa thông minh, quý các bạn dắt chìa khóa túi quần, trên cả hai phiên bản đều sẽ chỉ cần cho tay đấy mở khóa bình thường, không phải bấm. Đều là mạng Bluetooth trên hai phiên bản chúng ta. Lưu ý nhỏ là sau khi bản chen thì tay nắm này sẽ là sơn trong cửa, hai bản tia cũng là một mảng carbon hoàn toàn giống nhau, kể cả về phần lốp xe. Lốp xe là lốp 265 50R20, bắn la răng là la răng đa chấu 20 inch trên cả hai phiên bản, không khác nhau gì cả. Hệ thống đèn trên hai phiên bản thì hoàn toàn là giống nhau. Trang bị đèn hit, ánh sáng vàng của đèn halogen, sáng trắng của đèn led, tạo nên một cái màu sắc đèn khá là tốt, khá là sáng, rất là tiện dụng khi bạn sử dụng trong cái khi trong cái môi trường trời mưa gió hoặc là điều kiện khó nhìn. Đèn sương mù vẫn là đèn halogen. Ok, về phần
sau cốt thì cả hai phiên bản là cốt trên cả hai phiên bản của Dynamo như mình nói ở video review từ xem thì cốt theo là cốt mở điện ý kiến thì cũng lần lại trên phiên bản cả hai phiên bản mình đã từng nói ở hai video review từ phiên bản xem điện xem lại cả hai phiên bản đều được trang bị cốp mở điện bốn kiểu mở cốp và nếu mở cốp ở phía sau này thì đều được trang bị là hai bên thứ ba gập chỉnh điện có chống kẹt cổng sạc 12V hay là bộ kích lốp dự phòng ở đây. Hai phiên bản Dynamo về mặt ngoại thất được trang bị cùng kích thước giống nhau, hoàn toàn không có nhiều sự khác biệt. Khác biệt có thể kể đến khi mà mình vào trong khoang nội thất. Ok, mình đang có mặt trong khoang nội thất của chiếc Ford Everest Dynamo phiên bản Turbo 2 cầu xung động. So sánh nhanh hay là cái điểm khác nhau trên đồng tiền 200 triệu mà mình nói tới đầu video thì chắc phải vào đây thì các bạn thấy nhìn rõ và nắm rõ được nhất thì ok, các bạn lại vào đây nhận ra ngay ở trên vô lăng này, ở trên hai phiên bản mình đang ngồi trên phiên bản cao cấp nhất thì ở đây sẽ là hệ thống Adaptive Cruise Control, tức là tự động giữ khoảng cách và giữ chân ga tự động. Mình có nói qua ở video trước thì hệ thống này được trang bị duy nhất ở trên phiên bản cao cấp nhất của hai dòng xe là Ford Everest và Ford Ranger. Thì hệ thống này hơn ở điểm gì? Bản chất thì đều là hệ thống giữ chân ga, tuy nhiên thì Adaptive Cruise Control sẽ có thêm giữ khoảng cách với xe phía trước tùy vào bạn căn cái mức mà mình có thể tùy chỉnh ở đây. Một vạch, hai vạch, ba vạch, mỗi vạch tương đương từ 10 đến 15 mét. Cái này không phải là hỗ trợ, không phải là phanh trực tiếp hay là hỗ trợ phanh mà sẽ là giảm tốc độ và hỗ trợ lực phanh cho quý khách hàng và đồng loạt đưa ra cảnh báo vào trên xe để giữ khoảng cách với xe phía trước theo cái mức mà bạn setup trước. Cái thứ hai là trên nội thất xe, ok, mình không nhìn qua ở đây, hệ thống cửa gió điều hòa điều chỉnh điện hay là hệ thống đèn hoàn toàn là giống mà cốp. Okay. Về phần nội thất ở trên xe với cái góc nhìn tốt hơn thì như các bạn có thể thấy hai phiên bản xe giống nhau đến 90%. Màn hình cảm ứng 8 inch kết hợp với Sync 3, hệ thống đàm thoại rảnh tay. Gạt mưa hay gạt đèn thì đều được bố trí giống nhau thôi. Cái điểm khác biệt đắt tiền hay là khác biệt đáng kể có thể kể ngay ở đây. Trên Everest Titanium phiên bản 2 cầu này thì được trang bị đến 5 chế độ lái, các bạn có thể tùy chọn ở đây. 4 chế độ lái đường địa hình và 1 chế độ lái đường bình thường, chính là ở vị trí cuối cùng này. Cái thứ hai điểm khác biệt đáng tiền có thể kể đến là hệ thống hỗ trợ lùi đỗ xe thông minh ở đây, tức là quý khách hàng có thể thả tay vô lăng, xe sẽ mình điều chỉnh chân ga chân phanh vào số và chiếc xe sẽ tự động đánh lái vô lăng để giúp quý vị các bạn lùi chuồng song song. Lùi chuồng song song mình xin lưu ý chỉ có lùi chuồng song song, không có lùi chuồng vuông góc các bạn nhé. Rất là tiện cho các chị em hay các bác tài mới học lái xe. Ok, ở trên phiên bản 2 cầu này thì hệ thống dẫn động sẽ là dẫn động 4 bánh toàn thời gian, cho nên quý vị có thể thấy ngay ở đây ưu nhược điểm là có của Ford trước giờ hơn các dòng xe khác là khóa visa điện cầu sau và hệ thống gài cầu chậm, gài hai cầu chậm ở đây, rất là đơn giản và dễ dàng sử dụng. Cần số hay là hộp số ở trên hai phiên bản sẽ là hộp số 10 cấp giống nhau, đều có lẫy chuyển số ở trên này, cộng trừ ở đây. Nội thất thì mình có thể kể đến nhanh ở đây chính là hệ thống điều khiển cửa sổ trời duy nhất trên phiên bản, cửa sổ trời toàn cảnh panorama các bạn nhé, trên phiên bản Titanium 2 cầu.
Còn trên phiên bản Vitaloo một cầu thì sẽ giống khoảng 60%, sơ sơ là 60%. Ok, mình đang có mặt trên khoang nội thất của chiếc Ford Everest Titanium số tự động một cầu đây, phiên bản thấp hơn đây, thì có thể thấy ngay đây chỉ có cruise control bình thường, không hề có adaptive cruise control. Về xung quanh nội thất thì các bạn có thể thấy ngay không quá nhiều sự khác biệt giữa hai phiên bản. Tuy nhiên ở đây sẽ được tinh chỉnh một chút. Chỉ có tất cả âm báo cảnh biến và cân bằng điện tử, không có chế độ lái này hay là gài cầu nhanh chậm, các nút chờ ở đây thôi. Mặt điều khiển thì sẽ hoàn toàn giống nhau, màn hình cảm ứng 8 inch. Mình xin phép nói qua ở trên phiên bản điểm khác nhau giữa trên phiên bản một cầu và hai cầu về hệ thống an toàn. Ngoài adaptive cruise control hay cruise control thường có thể thấy ngay, nó cũng là một phần trong hệ thống an toàn, thì mình trên hai phiên bản xe còn có sự khác nhau giữa hệ thống cảnh báo an toàn phía trước bằng radar như mình có chỉ các bạn ở đầu video. Thứ hai là hệ thống hỗ trợ lệch làn đường ở trên phiên bản Titanium một cầu này sẽ không có, quý vị các bạn nhé. Hệ thống một cái lưu ý khá là tiện dụng khi ở trên phiên bản Titanium 2 cầu sẽ có cân bằng hệ thống cảnh báo áp suất lốp, và trên phiên bản Titanium 1 cầu sẽ không có. Ok, nếu quý vị các bạn thích đi đường địa hình cũng sẽ lưu ý một chút là trên phiên bản 1 cầu sẽ không có hệ thống hỗ trợ đổ đèo leo dốc và không có hệ thống hỗ trợ lùi đỗ chuồng thông minh. Ok, về phần động cơ của xe thì trên đây là phiên bản Everest Titanium 2 cầu B-Duo. Sản sinh tuy cùng dung tích động cơ là 2.0 lít thôi, sản sinh lên đến mã lực 213 mã lực, mô men xoắn 500 Nm, tải cầu cua rất là thấp. Động cơ về động cơ một cầu hay động cơ hai cầu B-Turbo hay single turbo khác nhau như thế nào thì cơ B-Turbo là cơ bao gồm hai turbo, một turbo lớn và một turbo nhỏ. Khi quý các bạn mới khởi động máy và khởi hành xe ở 3 mức cấp số đầu tiên thì cả hai turbo sẽ cùng hoạt động. Tuy nhiên cái điểm ưu việt ở trên hai turbo này là với hai turbo cùng hoạt động như vậy thì độ ì của chân ga máy dầu và của máy tăng áp sẽ rất là tốt. Nó không còn tuy không được bốc như là máy thì tự nhiên, nhưng so sánh độ ì giữa hai phiên bản thì con turbo có cái độ thoát tốt hơn hẳn, cảm giác đạp chân ga nó không bị quá là ì hay không bị chậm hơn, hay nói nôm na là mình không phải mồi nhiều như trên phiên bản số tự động một cầu như này. Phiên bản số tự động một cầu này thì động cơ sẽ là động cơ với mã lực 180 mã lực, như mô men xoắn sẽ là 420 Nm. Quý vị các bạn có thể thấy cả hai chiếc xe đều được trang bị hệ thống trợ lực thủy lực. Hệ thống cách âm hay là cách nhiệt ở đây cũng rất là tốt, mình có kể cả răng ở đây. Mình đã nói ở trên hai phiên bản hai video review trước. Trên đây mình vừa gửi đến với các bạn video chi tiết so sánh giữa hai phiên bản Titanium 1 cầu và 2 cầu cao cấp nhất của dòng Ford Everest hiện nay. Nếu quý khách hàng cảm thấy video bổ ích và muốn ủng hộ kênh phát triển, vui lòng cho mình một subscribe, đăng ký và một like. Có thể comment hoặc share video nếu quý các bạn có bất kỳ ý kiến nào bổ sung thêm giúp mình. Xin cảm ơn.